mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng các bạn ạ. Và hôm nay là hàng đi mùng 2 của em Huyền này. Nó cũng không nhiều đâu, đâu đó khoảng 20-30 đơn gì đấy. Thì nó cũng là sự cố gắng của em và tất cả các anh chị trong gia đình, xưởng gia đình mà, để trả hàng cho tất cả các bác rồi. Tuy nhiên là bác nào chưa nhận được hàng của em thì có lẽ là hàng cũng đang đi này, hàng cũng đang gần đến chỗ bác chẳng hạn. Còn có những đơn hàng đang hoàn thiện thì các bác đợi cho em Huyền một thời gian nữa thôi, để mình sẽ trả hàng cho tất cả các bác đầy đủ chỉnh chu. Bởi vì em Huyền là một người rất khó tính nên là cứ hàng chuẩn thì mới gửi cho tất cả các bác được. Bác nào muốn tham khảo video ra bếp để tặng ấy thì các bác xem lại video buổi trưa ngày hôm nay em lên á, thì rất là mừng bởi vì video vừa lên xong là đã được các bác đặt hàng rồi, đặc biệt là toàn khách quen trên 10 năm thôi. Đấy là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng và uy tín đối với xưởng luôn. Bởi vì những bác mà đã sử dụng hàng của bên em trên 10 năm mà giờ vẫn quay lại là em cực kỳ trân trọng cái điều đấy các bác nhá. Chủ yếu là bây giờ là mọi người không phải mua dùng nữa rồi, mà mọi người mua tặng anh em bạn bè này, bố mẹ nội ngoại này, hoặc là mọi người tặng sếp lãnh đạo trong cơ quan chẳng hạn. Đấy, còn hôm nay em sẽ kể cho các bác một câu chuyện. Thì em có một bác khách rất là hay ở trong Sài Gòn. Bác đấy thì thường xuyên nhắn tin qua lại trao đổi, và đặc biệt là em cứ ra mẫu nào là bác ủng hộ em mẫu đấy luôn. Vậy nên là bác ấy phải có đến gần 20 con dao của bên xưởng rồi các bác ạ. Bác ấy là một người yêu dao nên là rất có hiểu biết về dao luôn. Ngoài ra bác cũng là một người sưu tầm, nên là em cứ ưng mẫu nào, bác ấy có mẫu nào hay từ nước ngoài về là bác ấy đều cắt mẫu để gửi lên cho em. Em chỉ việc vẽ theo thôi, thế là mình sẽ có một con hàng hoàn chỉnh mới mẻ và để chia sẻ cho với tất cả các bác yêu dao. Đó. Còn đi một đoạn nữa thì cũng đã đến bưu điện để em gửi hàng cho tất cả các bác rồi. Em thì gửi hàng phía bưu điện cho tất cả các bác, nơi mà em lựa chọn thì mình cảm thấy nó là uy tín và tin tưởng nhất. Và đồng nghĩa với việc đấy thì ở trên vùng cao của em ý, cái việc dịch vụ gửi hàng thì nó không phong phú được như chỗ dưới các bác đâu. Thì mình chỉ có bưu điện là nơi gửi ảnh, gửi hàng qua lại thuận tiện nhất cho tất cả các bác. Hôm nay thì vào buổi chiều rồi, hiện tại là em cũng vào khoảng 4 giờ chiều. Mình cũng cố gắng làm sao đóng hàng sớm cho chị, để làm sao mà chị thuận tiện trong cái việc gửi hàng. Bởi vì lên muộn quá ấy các bác, lên muộn quá thì chị ấy lại không có thời gian gửi hàng để kịp gửi xe ra buổi tối nay, ra tỉnh, ra huyện để phân chia cho các bác thật là nhanh. Vậy nên là các bác hãy tin tưởng và ủng hộ xưởng Gia Phúc Sen HD của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.